Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng Giêng 2020. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam tân chủ tịch Hội đồng Bảo an của tháng Giêng 2020 cho biết sẽ không nêu vấn đề Biển Đông lên hội đồng. Việt Nam bắt giữ hàng Trung Quốc gắn nhãn Việt để xuất sang Mỹ. Thái Lan bắt một phụ nữ Việt gian lận hộ chiếu để đi châu Âu. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Đình Quý, ngày 2 tháng Giêng, chủ trì họp báo quốc tế đầu tiên trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ tháng Giêng 2020. Tân Chủ tịch Quý cho biết là Việt Nam sẽ không đưa vấn đề tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông ra hội đồng. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Việt Nam với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng Giêng có nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông lên hội đồng xem xét hay không? Ông Quý trả lời là không, nhưng nói thêm rằng Việt Nam sẽ bảo đảm rằng phái đoàn của ông đang theo dõi tình hình Biển Đông một cách cẩn thận. Ông lý giải, hội đồng thường có hành động khi một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế xuất hiện. Các thành viên Hội đồng Bảo an lần lượt giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an theo thứ tự bảng chữ cái của tên nước bằng tiếng Anh. Nhiệm kỳ Chủ tịch kéo dài một tháng. Phiên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc của Việt Nam tiếp theo sẽ là tháng 4 năm sau. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, 5 thành viên thường trực gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ và 10 thành viên không thường trực có nhiệm kỳ 2 năm do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu. 10 ghế không thường trực Hội đồng Bảo an được phân theo khu vực địa lý. Mỗi thành viên thường trực và không thường trực nắm một lá phiếu, nhưng chỉ 5 thành viên thường trực mới có quyền phủ quyết. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng Giêng 2020 phát hiện 3 container chứa bọc nệm, quần áo có nguồn gốc Trung Quốc nhưng ghi nhãn mác Made in Vietnam tại cảng Cát Lái. Lô hàng do công ty Superform tại tỉnh Bình Dương đứng tên nhập khẩu và trên hồ sơ lô hàng thể hiện hàng hóa là bọc nệm xuất xứ Trung Quốc. VOA ghi nhận từ hình ảnh do truyền thông Việt Nam quay tại hiện trường cho thấy lô hàng được sản xuất cho nhà nhập khẩu Hoa Kỳ có địa chỉ ở thành phố Southfield, bang Michigan. Mới tháng trước, công ty xe đạp Excel của Việt Nam bị phát hiện nhập 100% linh kiện từ Trung Quốc, sau đó lắp ráp đơn giản lấy xuất xứ Việt Nam để xuất sang Mỹ nhằm hưởng ưu đãi thuế quan. Ngày 20 tháng 6, 2019, trả lời báo giới về biện pháp trước tình trạng hàng Trung Quốc gắn nhãn Made in Việt Nam để xuất sang Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lấy danh nghĩa hàng Việt Nam. Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan vừa bắt giữ một phụ nữ Việt Nam tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok vì dùng hộ chiếu và thẻ thường trú của người khác, theo trang The Nation. Giới hữu trách cho biết là ngày 31 tháng 12, 2019, được tin báo một phụ nữ nước ngoài mang hộ chiếu có thông tin nhận dạng đáng nghi ngờ bị bắt khi đang tìm cách dùng hộ chiếu này làm thủ tục cho chuyến bay đi châu Âu với một hãng hàng không quốc tế. Nữ du khách này sử dụng hộ chiếu Việt Nam cùng với thẻ cư trú dành cho người nước ngoài của Ba Lan có tên là Nguyễn Thị Mai Ngọc. Người phụ nữ này bị phát hiện sử dụng hộ chiếu người khác sau khi bị nhà chức trách thẩm vấn và kiểm tra bằng hệ thống an ninh sinh trắc học. Nữ du khách người Việt khai tên thật là Đăng Thi Thùy, 20 tuổi, đến Thái Lan ngày 30 tháng 12 bằng hộ chiếu của cô và sau đó định rời Thái Lan bằng hộ chiếu của người khác. Đêm 31 tháng 12, người này sử dụng hộ chiếu mang tên Ngọc đến sân bay Suvarnabhumi định làm thủ tục đi Hà Lan, sau đó sẽ tới Đức nơi cô có kế hoạch làm việc, nhưng âm mưu bị phát hiện. Theo trang Thai Residence, cảnh sát cho biết sẽ điều tra xem có cá nhân nào khác liên quan tới vụ việc hay không. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Làng hoa kiển Cái Mơn đến nay đã gần 100 tuổi đời và được sản xuất theo phương thức cha truyền con nối. Hàng năm cứ đến tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch, là nơi đây bắt đầu được nhắc tới là một địa chỉ nổi tiếng cung cấp hoa kiển Tết cho cả nước. Nhà nông canh tác tính theo lịch âm, bà Trinh cho biết. Từ hồi mình trồng là 20 tháng 8, bắt đầu 20 tháng 8 mình xuống. Xuống rồi là tới khoảng mới đầu tháng Chạp thì nó hé vậy nè.
cũng tính ra là cũng 4 tháng. Mặc dù thổ nhưỡng ở Cái Mơn thích hợp trồng hoa kiểng, song việc chăm sóc vào những thời gian chuẩn bị bán Tết lại rất cực. May mắn là mùa hoa kiểng đang có thời tiết thuận lợi, nên không gặp chuyện hoa nở sớm như mùa Tết năm ngoái. Hoa cúc hiện mới sang nụ vàng, các loại hoa kiểng khác vẫn đang mướt xanh, bà Trinh kể tiếp. Dưỡng lá rồi, đẹp, tôi thấy dưỡng lá rồi dưỡng bông luôn. Lúc này là hỏng xịt là sâu vô lắm. Tháng này là cái mùa nó rầy với lại sâu bệnh dữ lắm, nên mình cũng phải dưỡng nó hoài vậy đó. Cũng cực chứ, tại vì trồng là phải đeo dữ lắm đó. Là mình xuống rồi là bắt đầu mình chăm nó suốt luôn, cứ cách bữa hai bữa là mình xịt thuốc đúng không? Phân cho tới ngày gần tới giao là mình mới ngưng. Một cái cực nữa ở mùa hoa kiểng Tết năm nay, đó là bất ngờ nước mặn theo các nhánh sông chính xâm nhập sâu vào đất liền, khiến nhiều nhà vườn ở Cái Mơn cứ tưởng trở tay không kịp. Đây là hiện tượng bất thường vì mỗi năm phải sau Tết thì mới vào mùa hạn mặn, bà Trinh cho biết. Nếu mà mình không kịp, cũng có số người cũng bị hơi tưới, cái lá nó bị hư, quéo lá bông không nở luôn, cũng người ta cũng có bị hư. Ở đây thì cũng như có đài á, cái mình phát hiện sớm thì mình đóng cống ngoài lại thì cũng đỡ. Trong đây ở nhà cũng có mương nhiều á, mình chứa mình xài đủ. Tạm gác qua nỗi lo ngập mặn, theo ông Tư thì mọi chuyện vẫn chưa nói được gì. Cũng chưa biết sao nữa, lúc gài thì thường thì lúc gài thì chưa có gì hung, mà theo mỗi năm mà không biết năm nay ra sao, chuyện đó không biết được. Thường là lối từ mùng 10 tới lên, còn số ta giao sớm lúc này là số giao Hà Nội. Nhà vườn Cái Mơn nói rằng nhờ không bị mưa nghịch mùa nên hoa kiểng sẽ nở đúng dịp Tết. Năm nay nó đỡ hơn mọi năm, cái là nó ít có mưa nghịch mùa. Thì tương đối hơn năm rồi. Những ngày này, người xứ Cái Mơn đang tất bật với việc chăm sóc hoa kiểng. Thế nhưng nhịp sống ở làng nghề trăm năm xem ra vẫn tự tại thông dong với cuộc đời. Tháng chạp rồi sẽ qua đi để hoa kiểng Cái Mơn cùng đón Tết về. Và ngay bây giờ là phần tin thế giới. Mỹ hạ sát tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran và cũng là kiến trúc sư giúp gia tăng ảnh hưởng quân sự của Iran ở Trung Đông trong một cuộc không kích tại sân bay quốc tế Baghdad hôm 3 tháng Giêng. Đại sứ quán Mỹ thúc giục tất cả các công dân Hoa Kỳ rời khỏi Iraq. Chính quyền Iraq phẫn nộ cảnh báo cuộc không kích diễn ra bên trong phi trường, bên trong thủ đô của Iraq mà không xin phép Iraq sẽ dẫn tới chiến tranh. Tướng Qasem Soleimani được coi là nhân vật quyền lực thứ hai ở Iran sau lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ngũ giác đài nói, vụ hạ sát là hành động phòng thủ để bảo vệ nhân viên chính phủ và các binh sĩ Mỹ ở nước ngoài và cũng là để ngăn cản các hành động của Iran trong tương lai. Tướng Soleimani đã lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran trong hơn 2 thập niên và từng nhiều lần thoát chết sau nhiều âm mưu ám sát. Iran thề quyết sẽ trả đũa sau vụ này. Quân đội Israel hôm 3 tháng Giêng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ giữa những lo sợ rằng Iran có thể tấn công thông qua các đồng minh của họ trong khu vực như phong trào Hezbollah ở Liban hay qua nhóm chiến binh Hamas của Palestine hay nhóm thanh chiến Islamic Jihad ở giải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã biện hộ cho quyết định của Mỹ thực hiện vụ không kích hạ sát vị tư lệnh nhiều quyền lực của Iran, Qasem Soleimani. Đã từ lâu, Israel xem ông Soleimani là một mối đe dọa lớn. Hồi tháng 8, quân đội Israel cho biết đã phá vỡ một cuộc tấn công của lực lượng Quds do Soleimani chủ mưu có sử dụng nhiều máy bay không người lái vận hành từ Syria. Israel cũng cáo buộc Soleimani đứng đầu các nỗ lực của lực lượng Quds để xây dựng một chương trình tên lửa chính xác cho Hezbollah, nhóm chiến binh Liban được Iran hậu thuẫn. Israel đang lo ngại sẽ bị các nhóm thân cận và các đồng minh của Iran trong khu vực trả đũa, chẳng hạn như Hezbollah, Hamas và Islamic Jihad. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hết sức quan ngại về sự gia tăng căng thẳng gần đây ở Trung Đông sau khi Mỹ hạ sát tư lệnh hàng đầu của Iran là Qasem Soleimani. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã liên tục cổ suý để hạ căng thẳng ở vùng vịnh
Ông ấy quan ngại sâu sắc về tình trạng leo thang mới đây. Bây giờ là lúc mà các nhà lãnh đạo phải tự chế tối đa. Thế giới không thể nào chịu thêm một cuộc chiến nữa ở vùng vịnh. Trong khi đó, trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về Trung Đông, Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc, ông Nicolas de Riviere nói: "We just call for further de-escalation. This is what we need now. We need de-escalation. Chúng tôi kêu gọi xuống thang căng thẳng. Đó là điều chúng ta cần vào lúc này. Chúng ta cần ổn định ở khu vực và chúng tôi thực sự khuyến khích mọi người nỗ lực để hạ giảm căng thẳng hơn nữa." Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nói rằng Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Paying close attention to the situation and we are against any use of form in of force in international relations and the sovereignty and territorial integrity of Iraq should be fully respected. Hải quân Úc hôm 3 tháng Giêng bắt đầu sơ tán hàng ngàn người bị mắc kẹt ở bờ đông, nơi đang bị cháy rừng nghiêm trọng, trong khi thời tiết thiêu đốt có thể sẽ thổi bùng thêm nhiều đám cháy nữa trên khắp các tiểu bang Victoria và New South Wales. Các chiến hạm HMAS Jules và Sycamore đã bắt đầu sơ tán một số trong tổng số 4.000 người bị mắc kẹt trên một bãi biển ở thị trấn Malakuta, bị cô lập ở vùng viễn đông của bang Victoria. Với việc tất cả các con đường đều bị chặn, giao thông bằng đường biển và không vận là cách duy nhất thoát khỏi thị trấn bị ảnh hưởng, và mỗi chuyến đi và về trên biển có thể mất một ngày hay nhiều hơn. Bang Victoria lần đầu tiên công bố tình trạng thảm họa, cho phép giới chức có quyền hành rộng rãi để buộc người dân phải rời nhà cửa và nắm quyền kiểm soát các dịch vụ, tương tự như tình trạng khẩn cấp được công bố ở New South Wales. Thêm một ca tử vong được xác nhận ở New South Wales hôm 3 tháng Giêng, khiến số tử vong vì cháy rừng trong bang tăng lên thành 8 người trong tuần này. 2 người thiệt mạng ở bang Victoria, trong khi 28 người khác vẫn chưa biết tình trạng như thế nào. Thân mẫu của một binh sĩ lục quân Hoa Kỳ ngày 2 tháng Giêng bị Mỹ trục xuất về Mexico bất chấp những lời kêu gọi cho bà được lưu lại Mỹ. Bà Rocio Rebola Gomez, công dân Mexico, đã sống trên đất Mỹ 31 năm qua và có 3 người con, trong đó có trung úy Kibram Cruz. Bà Gomez từng xin quy chế thường trú nhân Mỹ thông qua một chương trình bảo vệ thân nhân của các quân nhân trong thời gian họ phục vụ quân đội, nhưng bà bị bác đơn hồi tháng trước. Tin cho hay, bà không có tiền án tiền sự, nhưng trước đây từng bị trục xuất khỏi Mỹ và sau đó lại vượt biên giới trở vào Mỹ bất hợp pháp. Những người ủng hộ bà đã nỗ lực vận động các nhà lập pháp Mỹ can thiệp để bà khỏi bị trục xuất nhưng bất thành. Trung tâm Bailey, một khu nhà trú ẩn dành cho người vô gia cư, vừa được khánh thành ở ngoại ô thủ đô Washington. Phía bên trong trung tâm ngày hôm nay, cộng đồng người Việt đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho những người sinh sống ở đây. Đây cũng là một hoạt động thường thấy không phải chỉ riêng của cộng đồng người Việt, mà còn là của nhiều cộng đồng và tổ chức khác nhau dành cho những người kém may mắn ở các trung tâm như thế này, đặc biệt là trong dịp cuối năm với nhiều ngày lễ quan trọng. Tham gia hoạt động thiện nguyện này chủ yếu là các bạn trẻ với mong muốn góp một chút công sức của mình cho cộng đồng và những người không có được niềm vui đoàn viên. Hôm nay em làm cho Food for the Homeless ở Shelter là vì em feel responsible. Người Mỹ đã mở rộng vòng tay cho những thế hệ trước đi qua và em nghĩ là thế hệ của chúng ta, the millennial, có trách nhiệm phải đền ơn. Những hoạt động như thế này nên mang lại sự kết nối giữa các cộng đồng Việt Nam hoặc là tất cả mọi người chung với nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện sự đoàn kết, lòng bác ái. So, đây là những hoạt động rất là có ý nghĩa. Mình cố thực hiện tham gia đến khi nào mà mình không thể làm được thôi. Hiện tại, khu nhà trú ẩn Bailey đang là nơi sinh sống của 52 người vô gia cư trên địa bàn quận Fairfax, ngoại ô thủ đô Washington. Bên cạnh những dịch vụ chung như bếp ăn, phòng giặt và sinh hoạt chung, đặc biệt khu nhà này còn có 18 căn hộ riêng biệt với đầy đủ tiện nghi dành cho những người vô gia cư nhưng vẫn có thu nhập hàng tháng. Những căn hộ này cũng được tài trợ thêm bởi các cộng đồng và tổ chức từ thiện khác nhau để tạo sự thoải mái tối đa cho người sinh sống ở đây.
Those will be reserved for people who have been chronically homeless, which Trung tâm của chúng tôi hiện phục vụ cho những người đã phải chịu đựng cảnh vô gia cư từ một năm trở lên hoặc đã từng phải chịu cảnh vô gia cư 3 lần trong 4 năm qua và bị khuyết tật. Để sống trong các căn hộ riêng biệt trên tầng 2 và tầng 3, họ sẽ phải chi trả 30% thu nhập của mình. Vì vậy, tất nhiên, tất cả những người vừa phải chịu đựng cảnh vô gia cư vài ngày cho tới những người đã phải sống vô gia cư hàng chục năm qua đều có thể tìm tới với chúng tôi tại đây. Do số lượng phòng có hạn nên những người vô gia cư muốn đến sinh sống ở trung tâm này đều phải đăng ký trước để được sắp xếp một chỗ tạm trú phù hợp. Tuy nhiên, trung tâm luôn mở cửa chào đón tất cả những người vô gia cư, kể cả không sinh sống tại đây, đến nhận hai bữa ăn miễn phí vào buổi trưa và buổi tối mỗi ngày. Vì thế mà mỗi bữa ăn ở trung tâm thường thu hút từ khoảng 200 cho tới 300 người. Ngoài những cộng đồng và tổ chức khác nhau thì rất nhiều cá nhân cũng tìm tới những trung tâm này để đóng góp thiện nguyện nhiều phần quà, bao gồm đồ ăn, chăn gối và áo, mũ, giày dép ấm cho những người kém may mắn. Vì thế mà những khu nhà trú ẩn như thế này luôn tấp nập những sinh hoạt, đem lại cho những người vô gia cư một không khí ấm áp của tình người, chứ không đơn thuần chỉ là một chỗ ăn, chỗ ở trong những ngày tháng khó khăn. Tôi khởi nghiệp vào năm 1989, bắt đầu là một thợ làm móng. Đó là công việc đầu tiên của tôi và tôi thích công việc đó. Lúc ấy tôi còn rất trẻ và mấy đứa con của tôi cũng còn rất nhỏ. Tôi quyết định đó là công việc tôi muốn làm. Tôi nhận ra rằng mình thích làm về thẩm mỹ, chăm sóc da mặt. Và tôi đi học để lấy bằng chuyên gia thẩm mỹ. Tiếp đến, tôi học thêm liệu pháp xoa bóp. Rất vui được đón bà đến để chăm sóc thẩm mỹ hôm nay. Viện thẩm mỹ của tôi có đầy đủ mọi thiết bị và dịch vụ. Tôi rất yêu nghề và rất yêu thích việc chăm sóc thẩm mỹ. Tôi sẽ chăm sóc mặt cho bà. Tôi là Jenna, rất hân hạnh được gặp bà. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình thích công việc giúp cho người khác thư giãn, sảng khoái, bởi vì đó thực sự là một niềm đam mê của tôi, mang lại sự thoải mái cho mọi người. Điều đó có thể bắt nguồn từ tuổi thơ của tôi. Tuổi thơ bị nhiều ngược đãi, từ tình dục cho đến thể chất và tình cảm. Có rất nhiều khó khăn, thử thách mà tôi phải vượt qua. Và tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao tôi rất vui khi có thể an ủi, mang thoải mái, sảng khoái cho người khác. Tôi rất có thể đã chọn con đường ma túy, rượu chè và đi theo lối sống đó. Nhưng tôi quyết định sẽ sống theo lời khuyên của mẹ tôi. Mẹ tôi dạy tôi rằng, nè Jen, con phải sống cuộc đời có ý nghĩa nhất. Cuộc đời của con thế nào là do chính con tạo ra. Chị đã sẵn sàng cho cuộc biểu diễn cuối tuần này chưa? Rồi, cuộc biểu diễn lần trước bị hoãn vì thời tiết xấu. Nghe dự báo nói thời tiết cuối tuần này rất đẹp. Vâng, cho nên tôi đang rất phấn khởi trong đến ngày biểu diễn. Xin quý vị một tràng pháo tay chào đón các phi công của cuộc biểu diễn xiếc bay hôm nay. Đó là màn mở đầu của cuộc biểu diễn. Tôi xem biểu diễn xiếc bay lần đầu ở đây vào năm 2004, cũng như nhiều khán giả khác. Tôi không biết diễn viên nào đóng vai gì trong cuộc trình diễn. Tôi đi cùng một anh bạn, và anh ấy nghĩ rằng tôi thích môi trường này. Đúng như vậy, tôi lấy bằng lái máy bay tư nhân vào thời gian đó, để tôi mở cửa nhà chiều máy bay để chúng ta đi vào. Tôi mải mê xem cuộc biểu diễn và tôi sẽ đàm với diễn viên biểu diễn đi trên sải cánh. Hiện nay chỉ có khoảng 10 nữ diễn viên biểu diễn đi trên cánh máy bay. Tôi tham gia lớp huấn luyện. Điểm quan trọng là đặt chân, tay vào đúng chỗ nào, cách ra dấu, chỗ nào được bước chân vào. Vì cánh máy bay có những kết cấu, do đó phải hết sức cẩn thận trên từng bước chân, phải chính xác đến từng cm khi đặt bàn chân xuống, và tất nhiên là phải leo lên chỗ cây lao, nơi kết nối các dây cáp kết cấu của máy bay. Do đó, tất cả phải tập trung vào vị trí cho phép đặt chân, tay và ba điểm kết nối chính. Được rồi, hẹn gặp nhau trên đó nha. Môn đi trên cánh máy bay ra đời vào cuối Thế chiến thứ nhất, khoảng năm 1918, khi mà hàng trăm phi công của Mỹ... máy bay đang cất cánh. Tôi thật thích thú mỗi khi bay vào không trung. Một cảm giác tự do bất tận, có thể phóng tầm mắt nhìn đến cuối chân trời.
một cảm giác tuyệt vời không tả được, giống như một cánh chim bay, nhất là khi đứng trên xe cánh máy bay. Đó là giây phút tuyệt diệu nhất. Ở trên cánh máy bay bạn biết không, dang rộng tay, gió thổi qua tóc. Thật là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác tự do. Tôi say mê cái cảm giác đó. Máy bay sẽ tiến gần tới phía chúng ta hơn. Quý vị sẽ thấy Jana từ buồng lái leo lên cánh máy bay, không mang dù và cũng không có dây an toàn. Đó là biểu diễn đi trên sải cánh máy bay. Jana sẽ đi đến cuối cánh máy bay chỉ với hai bàn tay không. Người ta nói rằng chắc tôi phải là một người cực kỳ phiêu lưu mạo hiểm, hay là tôi thích đi tìm cảm giác mạnh. Thực ra tôi không phải như vậy, tôi chỉ thích cảm giác yên bình trên không trung. Tiếng động cơ thì ồn, rất ồn, nhưng khi đã bay lên đó rồi thì tôi chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng. Nếu như bạn có thể để tiếng ồn ra ngoài tâm trí của bạn thì bạn có thể thưởng thức một cuộc bay lượn tuyệt vời. Thưa quý vị, Jana hiện đang trên cánh của máy bay. Máy bay sẽ chúi xuống để tăng tốc và lộn một vòng. Xin chú ý theo dõi, máy bay tăng tốc lên 209 km/h và nhào lộn một vòng trong khi Jana ở trên cánh máy bay. Một pha biểu diễn trên không tuyệt vời. Lát nữa khi kết thúc cuộc biểu diễn, Jana sẽ xuống máy bay để đến giao lưu cùng quý vị và sẽ ký tên lưu niệm. Bây giờ quý vị có thể vẫy tay với Jana và chụp hình. Bây giờ đến pha Jana sẽ móc chân vào cánh máy bay, thả tay ra và chúc ngược đầu xuống, treo lơ lửng dưới cánh máy bay. Mời quý vị theo dõi. Xem kìa, không có dù, không có dây an toàn. Quá tuyệt. Ready? There she is. No parachute, no safety rope, and there she is, folks. Woo! You get your poster, and she's going to sign. Quý vị chuẩn bị giấy, thiệp. Jana sẽ đến giao lưu, ký tên lưu niệm trong giây lát. Cô ấy thật là gan lì. Tôi thót cả tim vì sợ rằng cô ấy sơ sẩy rớt khỏi máy bay. Thật là hấp dẫn và cô ấy đã đáp xuống đất. Thật tuyệt vời. Đây nha cháu. Cảm ơn cháu đến xem cô biểu diễn hôm nay. Cô bé thật dễ thương, trân trọng nó như là vàng vậy. Cô ơi, cô có phải là siêu nhân không? Cháu lúc nào cũng thích máy bay như vậy. Ồ thế à? Không phải máy bay nào cháu cũng thích, chỉ thích máy bay phản lực thôi. Vậy à, cháu thích máy bay đoạn cũ chứ? Thật là tuyệt. Điều tôi thích nhất là ký tên lưu niệm, bởi vì đó là cơ hội tốt nhất để truyền cảm hứng cho lớp trẻ, để khuyến khích các em bay, hoặc làm việc gì liên quan đến bay, thậm chí làm điều gì mà các em nghĩ sẽ không bao giờ làm được. Chủ yếu là khuyến khích các em phấn đấu đạt nhiều hơn nữa cho cuộc sống. Điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our expression today is suicide mission from the movie Annihilation. In this film, a biologist's husband disappears. She signs up for what could be dangerous work. She agrees to explore an area that has been taken over by a mysterious force. Listen for the expression suicide mission. Did your husband contact you at any point while he was away? No. It was his decision to go in. Why did my husband volunteer for a suicide mission? So, what do you think suicide mission means? Is it a project considered so dangerous that you are not expected to survive? Or a plan to hurt yourself? Listen again. Did you have the right answer? Did your
husband contact you at any point while he was away? No. Why did my husband volunteer for a suicide mission? Suicide mission means a project considered so dangerous that you are not expected to survive. In this film, the area being explored is dangerous and under the control of a mysterious force. Just like her husband, the biologist does not have a good chance of surviving. She decides to risk her life to try to save him. And that's English at the Movies. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I am Kaveh. Lucia, because of my ability to pick awesome everyday grammar topics, I took it upon myself to choose today's topic as well. Oh, you did you? Yes. Due to positive feedback from our viewers, I think I know what they want. So I will be choosing a topic that will win quite a bit of attention. Because introduces an adverb clause and is followed by a subject and a verb. Because the weather was hot, we went to the pool. Because of and due to are phrasal prepositions and are followed by a noun object. Because of the hot weather, we went to the pool. Due to the hot weather, we went to the pool. In more formal writing, due to is sometimes followed by a noun clause, introduced by the fact that. Due to the fact that the weather was hot, we went to the pool. Because of and due to can appear at different places in the sentence. Because of the hot weather, we went to the pool. We went to the pool because of the hot weather. Due to the hot weather, we went to the pool. We went to the pool due to the hot weather. So, you see, because of and due to are quite easy to use. And that's Everyday Grammar. Welcome to the Voice of America's News Words. This news word is about international students in New York City. Maintain. The International House is more than housing for international graduate students. Without the International House, New York would have been a very, very lonely place. The students have a shared desire to maintain the personal connections they made when they return home. To maintain something is to keep it in existence, to continue it without change. Maintain also means keeping something in good condition by making repairs to fix its problems. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiếngviệt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.